chỉ 590.000 đồng chúng ta đã được một cái mẫu tai nghe True Wireless khá ngon rồi, tai nghe Defun True Basic. Cái mẫu tai nghe này thì sẽ có một số những ưu điểm như sau. Thứ nhất, đó là nó được thiết kế ở Thụy Điển và nhà máy thì ở Trung Quốc. Với cái thiết kế ở Thụy Điển thì các bạn có thể nhìn thấy là cái mẫu tai nghe này nó có một cái hộp rất là đáng yêu luôn, đúng không nào? Cực kỳ nhỏ gọn luôn, và dòng chữ Defun khắc chìm lên như thế này. Cái phần case này thì nó là vỏ nhựa nhám nên là khi chúng ta cầm vào nó rất là bám tay, và nó sẽ có cổng sạc là cổng Type-C luôn. Đó. Tiếp tục nữa nào, cái mẫu tai nghe này nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có trạm cảm ứng luôn nhé các bạn nhé. Nó sẽ có trạm cảm ứng luôn với một mức giá quá rẻ như thế mà nó đã có trạm cảm ứng rồi. Và cái tính công thái học của cái mẫu tai nghe này thì cực kỳ tốt. Khi mà đeo vào trong tai thì nó rất là vừa tai và ôm sát với cả cái tai của mình luôn. Và khi mà mình nghe nhạc vào trong ban đêm, nếu mà có đi ngủ thì nó cũng không bị quá đau tai. Tiếp tục nữa nào, cái mẫu tai nghe này thì nó sẽ có khả năng kháng nước kháng bụi là IPX4, rất là thoải mái cho mình trong cái vấn đề mình đi tập luyện thể thao. Ví dụ như mình có hay ra mồ hôi thì cũng không phải quá lo lắng, hay là nhỡ may có đang đi ở trên đường có một cơn mưa bất chợt đổ xuống thì cũng không cần phải lo nhiều. Về thời gian sử dụng pin thì theo công bố của nhà sản xuất, cái mẫu tai nghe này sẽ có thời gian sử dụng pin là khoảng 4 tiếng. Tuy nhiên khi mình sử dụng thì mình sử dụng được khoảng 3 tiếng, và với cái phần case này thì nó có thể sạc được 3 lần cho cái mẫu tai nghe này. Cái mẫu tai nghe của chúng ta thì cũng sẽ có Bluetooth 5.0, kết nối thì cực kỳ nhanh, bỏ ra khỏi case phát là nó đã có thể kết nối được luôn với cả điện thoại rồi. Và các cái thao tác cử chỉ ở trên tai thì cũng vô cùng dễ dàng. Chúng ta có thể chạm để mà tạm dừng bài hát, thậm chí chúng ta có thể tăng giảm âm lượng, chúng ta có thể nách bài hoặc là bách lại bài. Còn tất nhiên đối với cả một cái tai nghe True Wireless thì nếu bạn nào mà muốn đàm thoại tốt thì mình khuyên là nên đàm thoại ở trong cái điều kiện phòng mà cách âm tốt như này thôi. Chứ còn nếu mà bạn ra ngoài đường mà có tiếng xe máy nhiều hay là có tiếng gió nhiều thì chúng ta sẽ đàm thoại nó khó khăn hơn đấy. Còn với cái tầm giá 590.000 thì chúng ta sẽ không thể đòi hỏi được là cái mẫu tai nghe này nó nghe hay được. Đấy, chất âm của nó thì cũng khá là bình thường thôi. Còn bây giờ thì Admin Kha sẽ đánh giá chi tiết hơn về cái mẫu tai nghe Defun True Basic này nhá. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá của mình với cái chiếc tai nghe Defun Basic này. Đây là một trong những cái chiếc tai nghe nó nằm ở cái phân khúc giá tầm khoảng 600.000, và vào cái dịp sale 7 tháng 7 của Shopee thì nó sẽ còn khoảng là 500.000 thôi. Với một cái chiếc tai nghe như thế này, chúng ta có thể thấy được rằng là nằm trong một cái phân khúc giá bây giờ nó đang chứng kiến một cái sự cạnh tranh rất là khủng khiếp. Đặc biệt là từ 500 đến 600.000 là đã bắt đầu có những cái chiếc tai nghe rất tốt về cái khoảng kết nối này, thậm chí là kể cả là hỗ trợ tốt về cái mảng gaming, nó giảm tối thiểu độ trễ cũng như là về cái mức độ hoàn thiện và chắc âm. Thì với một cái chiếc tai nghe đến từ Defun thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái mức độ về cái công thái học của cái phần thiết kế là thật sự rất là tốt các bạn ạ. Chứng tỏ là họ đã có nghiên cứu rất kỹ và cố gắng là tạo ra một cái nét riêng đó, so với lại những đối thủ khác có trên thị trường đó. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái phần hộp sạc đi. Với cái phần hộp sạc này đó, cái hộp sạc thì nhìn chung là tối giản, đẹp, không có gì để chê cả. Nhưng mà khi mà mình mở ra ở bên trong cái phần housing này thì những cái phần mà những cái mảng nó ghép nối lại với nhau ấy, nó sẽ lộ rất rõ cái đường ghép nối. Đây là điểm mình không thích. Nếu như mà sử dụng nhựa bóng thì nó sẽ phần nào đó chia được, nhưng mà nhựa nhám như thế này thì nó hiển thị rất rõ những cái lằn như thế này luôn các bạn ạ. Đó, trên cái chiếc tai nghe của chúng ta. Quay trở lại với cái phần hộp sạc thì hộp sạc này nó sẽ có 4 điện ở mặt trước, tương đương với mỗi điện sẽ là 25%. Còn về cái phần mặt sau ấy thì chúng ta sẽ có đó chính là một cắm sạc Type-C. Hộp sạc này nó sẽ có dung lượng pin là khoảng 400mAh, là như vậy là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể sạc đầy khoảng 3 lần cho cái chiếc housing ở bên trong đây. Đó, housing bên trong đây thì nó sẽ đi theo cái dạng thiết kế earbud, nhưng mà earbud này mình lại đánh giá cao hơn so với lại earbud có trên những chiếc tai nghe đến từ iPhone. Tại vì là mình thấy rằng là nó sẽ có một cái mức độ công thái học, và với một cái phần thiết kế mà nó có cái phần ống này, cái vòi này nó kéo dài ra thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm tốt hơn về mặt âm thanh. Đó, tại vì nó được đặt sâu bên trong ống tai, đi kèm với đó là về cái phần lọc tạp âm gọi là chống ồn thụ động của cái thiết kế này nó cũng sẽ tốt hơn so với lại những dạng tai nghe earbud đến từ iPhone, đặc biệt điển hình như là AirPods vậy các bạn ạ. AirPods thì nó sẽ không có cái vòi như thế này, và khi chúng ta mang chúng ta cảm giác là nó không thật sự chắc chắn khi mà nó cảm giác là nó luôn luôn ở ngoài tai chứ nó không phải là được đặt sâu bên trong tai như là cái phần thiết kế của tai nghe Defun. Đó là về cái mức độ công thái học mình đánh giá rất cao. Tuy nhiên thì phải chê lại một lần nữa, đó chính là về cái mức độ hoàn thiện thì mình chưa thật sự hài lòng. Nhìn chung nó là ổn, trong vốn giá này khoảng 500-600 nghìn nó là ổn, nhưng mà mình muốn nó cao cấp hơn.
về cái mức độ hoàn thiện cũng như chất liệu hoàn thiện một tí. Con này thì nó cũng sẽ có một cái chuẩn kết nối là Bluetooth 5.0 đó, thì nằm trong cái bán kính mà khoảng 10m thì nó kết nối rất là ổn định. Và với việc nằm trong một cái phân khúc giá rẻ như thế này, chất âm của Defend Basic nó sẽ thiên hướng dành cho giới trẻ khi mà phần bass của nó được làm rất tốt. Đó, đây là điểm mà mình thấy rất là hài lòng với cái con này về mặt tai nghe. Tất nhiên là với cái việc là nó được đẩy về cái dải âm bass thì mic treble nó sẽ hơi bị lùi lại một tí. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe những bài hát thiên về chất giọng của ca sĩ thì cái phần mic, cái phần vocal thì nó vẫn thể hiện được một cái sự trong trẻo. Đó, đây là điểm mà mình cũng thật sự là hơi bị bất ngờ khi mà cái cách xử lý của cái chiếc tai nghe Defend Basic trong một cái phân khúc giá rẻ này nó làm khá là tách bạch và rõ ràng. Chúng ta nghe những bài hát thiên về chất giọng ca sĩ nó vẫn giúp cho chúng ta có một cái cảm nhận tốt trong trẻo của chất giọng, và cái phần beat thì nó sẽ lùi lại để nó làm nổi bật hơn. Đây là một cái phần xử lý mà mình hơi bị ngạc nhiên. Còn về cái mức độ kiểm soát thì mình đánh giá nó sẽ tầm khoảng mức khá thôi so với lại những đối thủ khác trong phân khúc giá này. Còn về phần chất âm thì nếu như mà chúng ta nghe ở cái mức âm lượng mà từ 70% ấy thì nó rất là ok, rất là tuyệt vời. Và tổng thể thì cái chất âm của nó sẽ đi theo cái hướng sáng, nên thành ra là đó là lý do tại sao mà mặc dù nó thiên hướng bass nhưng mà cái phần vocal nó thể hiện vẫn rất là tốt. Và tổng thể thời gian sử dụng thì nó sẽ dao động tầm khoảng 12 giờ, cũng là một khoảng thời gian sử dụng trung bình nằm trong cái phân khúc giá này. Mình nghĩ là nếu như nó tầm khoảng 18 giờ nó sẽ hợp lý hơn, nhưng mà 12 giờ cảm giác nó hơi ít. Nhưng mà trải nghiệm thực tế của mình trong vòng một tuần thì tầm 2 ngày thì mình mới sạc một lần. Mình thì nói chung thói quen của mình là sử dụng tai nghe True Wireless nhiều nhưng mà không quá là thường xuyên. Đấy, về cái mức độ sử dụng là như thế. Còn về phần macro thì nó vẫn đảm bảo được cho chúng ta là một cái khả năng đàm thoại khá là tốt, khá là ổn định. Nghe đi ngoài trời thì nó sẽ hơi bị khó nghe, nhưng mà trong cái điều kiện mà kiểu nó kín như thế này thì nghe chất âm rất là rõ ràng. Đó, nhưng mà cũng chỉ là để đàm thoại thôi các bạn nhé, chứ không phải là phục vụ cho cái vấn đề là thu âm cái thứ này kia đâu, không thể nào được trong một khung giá này. Rồi, còn các bạn nghĩ sao về chiếc tai nghe Defend Basic này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.